Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình với chú chuẩn bị đốn cây dừa cao này nè các bạn. Cái dừa này cao mà trái cũng nhiều nữa nha các bạn. Chú sạn cọng dây để lên chảnh tha chặt mấy cái quầy dừa thả xuống nha các bạn. Như vậy là một đầu thả dừa, một đầu cuột dừa đó các bạn. Chú bây giờ cuột cái dòng để leo lên cây dừa nha các bạn. Chú leo lên cây dừa quá lẹ luôn bạn, thoát thoát lên đó các bạn. Mấy bạn thấy chú leo hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nha các bạn. Đó, bây giờ chú lên tới trên gần tới đọt nha các bạn. Đó, bây giờ chú lên tới đọt, bây giờ chú chặt mấy cái lá cho rớt xuống nha các bạn. Đó, ghê chưa bạn, cái búa bén quá bén luôn các bạn ơi. Một hai búa là rớt cái tàu dừa xuống rồi. Cây dừa trái kinh khủng luôn các bạn. Có nóc quầy ở chánh cho dừa khô, dừa tươi gì đầy đủ nha các bạn. Bây giờ chú cuột cái vô mấy cái quầy dừa để chặt dừa thả xuống hay gì các bạn ơi. Đó, chú sạn cọng dây chặt dừa các bạn, để mình quay cây dừa từ dưới gốc lên cho các bạn cùng xem luôn nha. Cây dừa cao kinh khủng luôn các bạn. Chú chặt một lần thả hai quầy luôn các bạn ơi. Đó, hai quầy dừa nha các bạn. Bây giờ chú thả xuống từ từ nha. Đó, hai quầy dừa từ từ đi xuống nha các bạn. Bây giờ chú tiếp tục thả dừa xuống nha các bạn. Không biết kỳ này mấy quầy luôn các bạn ơi. Hình như mình thấy ba quầy đó các bạn. Đó, ba quầy các bạn ơi. Ba quầy dừa luôn. Thả một lần ba quầy dừa luôn nha các bạn. Chú bây giờ thả dừa xuống nữa nha các bạn, cây dừa trái kinh khủng bạn ơi, hai quầy nữa nha các bạn. Bây giờ chú chặt mấy cái tàu lá đó cho nó rớt xuống hết trơn luôn nha các bạn.